81. Phẩm chánh định. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy do trụ vào chánh tánh định tụ hay trụ vào bất định tụ? Phật dạy: Thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy đều trụ vào chánh tánh định tụ chứ chẳng phải bất định tụ. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy trụ những chánh tánh định tụ nào? Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa hay Bồ Tát thừa? Phật dạy: Thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy đều trụ vào chánh tánh định tụ của Bồ Tát, chẳng phải trụ vào chánh tánh định tụ của hai thừa kia. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát ấy trụ vào chánh tánh định tụ khi nào? Lúc mới phát tâm, lúc ở địa vị bất thối hay ở thân cuối cùng? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy, khi mới phát tâm hoặc ở địa vị bất thối hay thân cuối cùng đều trụ vào chánh tánh định tụ của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: